lời tiên tri chấn động. Tháng 3 năm 2024 âm lịch, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, sự nghiệp thăng hoa, làm một lãi 10, tiền tỷ nhét chật két. Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Đại Phú Quý. Quý vị thân mến, đã là con người sống trên cuộc đời này thì ai cũng mong muốn mình có một cuộc sống sung sướng, giàu sang. Nhưng có phải cứ muốn là được đâu. Người giàu khác người nghèo rất nhiều, từ tư duy cho tới hành động. Cho nên, muốn giàu có đổi đời, ta nhất định phải tham khảo bí quyết của họ. Và một trong những bí quyết thần thánh đó chính là xem tử vi để biết trước vận trình tương lai, từ đó lên kế hoạch để làm ăn, kiếm tiền sao cho thuận lợi nhất. Khi xem tử vi cho 12 con giáp trong tháng 3 âm lịch, các bậc thầy tử vi nhận thấy tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, sẽ có rất nhiều cơ hội để làm ăn phát tài, gặp may trúng lớn, tài lộc có điểm sáng không ngừng, tiền tỷ về tay. Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thì việc nợ nần sẽ được trả sạch. Có nhà có xe, tiền tỷ trong ngân hàng, hiên ngang về làng khiến bà con trầm trồ ngưỡng mộ. Thử hỏi khi ấy còn ai xem thường bạn nữa. Vậy vận trình chi tiết trong tháng 3 âm lịch của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 sẽ diễn biến như thế nào? May mắn sẽ đến vào những tuần nào? Có tuần nào gặp xui xẻo mà cần kiêng kỵ điều gì hay không? Thì xin mời quý vị cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây của Đại Phú Quý nhé! Lời tiên tri chấn động. Tháng 3 năm 2024 âm lịch, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, sự nghiệp thăng hoa, làm một lãi 10, tiền tỷ nhét chật két. Đầu tiên là tổng quan tử vi. Tổng quan tử vi tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Tân thuộc hành kim, hành này khiến cho Dậu bướng bỉnh và ngoan cố hơn. Dậu cũng thuộc hành kim, cho nên năng lượng kim kép khiến cho những người tuổi Tân Dậu đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân mình và những người khác. Họ đề cao cái tôi cá nhân, do đó thường có xu hướng tìm kiếm những người biết lắng nghe họ để nuôi dưỡng và duy trì cái tôi bản ngã này. Người Tân Dậu khá mạnh dạn, họ kiên định với suy nghĩ của mình, tự lập và không dựa dẫm vào những người khác là cuộc sống mà tuổi này hướng tới. Họ là người đam mê công việc, làm việc có tổ chức, tình hình khắt khe và để ý từng chi tiết nhỏ. Gia đình rất quan trọng với người tuổi Tân Dậu, vì vậy họ luôn muốn cố gắng để mang lại cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc nhất cho người thân của mình. Tân Dậu có tài hùng biện, họ có thể dùng lời lẽ của mình để lấn át được miệng lưỡi của đối thủ. Họ là những người rất trung thực và thường không quan tâm quá nhiều tới cách lựa chọn câu chữ. Do đó mà nhiều lời ăn tiếng nói khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu. Một đặc trưng trong tính cách của những người tuổi này đó chính là rất nghiêm khắc trong việc xử lý lỗi lầm. Sự lạnh lùng cộng với bản tính có chút hung hăng và chính là trở ngại lớn trong tình yêu của người tuổi Tân Dậu đấy. Nam mạng tuổi Tân Dậu có cuộc đời sung sướng từ tuổi nhỏ, lớn lên muốn một mình tự lập hay hoang phí và có tính tiến thủ. Tuổi Tân Dậu làm ra được nhiều tiền bạc nhưng hoang phí phải chịu cảnh túng quẫn, tiền bạc vô bất ngờ nhưng ra chẳng bao lâu. Cuộc sống không được tốt đẹp cho lắm, nên cẩn mẫn thì là một việc tốt, không nên quá tự cao mà phải mang cảnh nghèo mãi. Số hậu vận mới được sung sướng an nhàn. Công danh có khi lên cao, có khi cũng xuống thấp. Về gia đạo không được ôn hòa, tinh ruột thịt không mấy mặn mà và thắm thiết. Về đường công danh chỉ vào ở mức độ bình thường, không được dư giả và điều tốt trong cuộc sống. Về sự nghiệp có nhiều điều tốt, nếu biết tạo lấy điều kiện cho cuộc sống thì hoàn toàn được nhiều may mắn trong cuộc sống. Tiền tài không được đầy đủ và dồi dào, nếu đừng quá phung phí thì có thể hưởng được đầy đủ về vấn đề này. Tháng mới nhưng dường như mọi người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, không mới khi mà bạn nắm giữ quá lâu những quan niệm, lối tư duy cũ kỹ. Chính họ cũng không nhận ra rằng chính thói quen này khiến họ không có cơ hội tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Tứ hành xung xuất hiện cho thấy bản mệnh có xu hướng đối đầu trong các cuộc tranh luận với đồng nghiệp, người thân. Cuối cùng, bạn nhận ra rằng dù thắng hay thua thì bạn đều cảm thấy buồn phiền, trong lòng khó yên. Lời khuyên dành cho con giáp tuổi Tân Dậu trong tháng này đó là không bao thù, hãy biết lắng nghe người khác, sống một cách bao dung, chan hòa với mọi người xung quanh mình. Nguyệt lệnh lâm quan mang lại sự tự tin, tự chủ cho con giáp tuổi Tân Dậu khi mà bạn tự tạo ra một số may mắn cho chính mình. Tuy nhiên, đừng vì thế mà sinh ra tính tự phụ,
thích khoe khoang thành tích của mình đấy nhé. Tỷ Kiên dự báo có kẻ xấu rình rập, họ chờ khi bản mệnh sơ hở để có thể hạ bệ bạn bất cứ lúc nào. Nhất là khi bạn thể hiện tính xấu, thích khoe khoang, hợm hĩnh thì càng dễ bề cho họ có thể làm hại bạn. Bản mệnh cũng đừng để những hiềm khích nhỏ nhen khiến cuộc sống của mình trở nên chật vật hơn. Hãy cứ bao dung với người khác, nhiệt tình giúp đỡ ai có hoàn cảnh khó khăn, bạn sẽ cảm thấy mọi thứ tươi vui hơn. Cụ thể về phương diện tài lộc, xét về tử vi tài lộc tháng này của con giáp tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 không được như ý. Thực ra là khi nhận thấy mình đã tiết kiệm kha khá rồi nên bản mệnh có phần an tâm, không muốn vất vả để tìm cách gia tăng thu nhập như trước. Vì thế mà mọi thứ chững lại, nhưng họ lại không nhận ra. Quá tự tin vào bản thân nên lúc này bản mệnh thiếu sự lắng nghe những lời khuyên từ những người có kinh nghiệm và làm mọi việc theo cảm xúc nên rất dễ mất tiền. Các khoản đầu tư vẫn duy trì khá tốt nhưng không có tiến triển nào đáng kể. Đại hao xuất hiện là lời cảnh báo cho thói mua sắm hoang phí của bản mệnh vào cuối tháng, nhất là những người làm công ăn lương nên sớm nhận ra rằng bạn chưa có kế hoạch gia tăng thu nhập mà việc chi tiêu ngày một nhiều hơn thì có thể nói đây là một lời cảnh báo. Về sự nghiệp, tử vi năm 2024 nhận thấy đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 khá ổn định. Nhìn chung, bạn không phải lo lắng, vất vả nhiều như trước. Bạn đã cảm thấy an tâm hơn và thậm chí tự tin với những gì mình đã đạt được. Sao Hữu Bật chủ về nâng đỡ và chống đỡ lại các hung tinh mang tới điểm xui xẻo. Nhờ đó mà cuộc sống của con giáp tuổi Tân Dậu thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, khi mọi thứ êm đềm quá thì chính bạn lại cảm thấy thiếu động lực. Thế nhưng đừng vì một chút thành công nhỏ mà bạn đã vội ngừng cố gắng. Khi bạn dừng lại cũng đồng nghĩa là bạn đi lùi so với mọi người đấy. Hãy xác định mục tiêu cao hơn nữa để không ngừng nỗ lực bạn nhé. Bạn không cần đợi cuộc đời thử thách mình mà chính mình phải tạo ra những thử thách mới và thường xuyên để bản thân không ngừng tiến bộ mỗi ngày bạn nhé. Bạn không cần so sánh với ai ngoài chính bản thân mình của ngày hôm qua mà thôi. Về tình duyên, phương diện tình cảm của người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 lúc này khá đáng ngại khi mà bản mệnh và một nửa của mình thiếu đi sự lắng nghe chia sẻ. Ngũ hành xung khắc khiến cho những xung đột giữa hai người có dấu hiệu gia tăng. Khi trở về nhà thì dù bạn là sếp thì cũng trở nên thể hiện thái độ bề trên với mọi người, vì điều đó chỉ phương hại tới mối quan hệ với các thành viên trong gia đình mà thôi. Hãy đối xử với mọi người bằng sự chân thành, dịu dàng thì ai ai cũng yêu mến bạn cả. Người độc thân lúc này đừng kỳ vọng quá vào mối quan hệ với người quen mà vội vàng tin vào những lời tán tỉnh của đối phương. Họ chỉ muốn làm bạn vui, nhưng nói xong họ đã quên từ lúc nào không hay. Về sức khỏe, tử vi năm 2024, phương diện sức khỏe của người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, tháng 3 năm 2024 khá tốt, vì bản mệnh đảm bảo được yếu tố tinh thần khi bạn không phải lo nghĩ quá nhiều. Mỗi hôm trước khi đi ngủ, bạn gác lại mọi việc lại để không phải suy tư điều gì. Nhiều người ốm dậy có thể cải thiện tình hình sức khỏe rõ rệt trong thời gian này. Khi ăn ngon và ngủ tốt thì bạn cũng cảm thấy nhiều năng lượng hơn trước rất nhiều. Với những ai chưa có kế hoạch tập luyện thể lục thể thao thì tháng này bạn có thể bắt đầu. Nếu khó khăn, hãy tìm bạn đồng hành. Cơ hội bạn thực hiện mục tiêu cải thiện sức khỏe rất dễ đạt được trong tháng 3 năm 2024. Tiếp sau đây là vận trình từng tuần của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 2 âm lịch. Tuần 1 từ ngày mùng 1 tháng 2 đến ngày mùng 7 tháng 2 âm lịch. Tuần cuối tháng đáng mong chờ, con giáp tuổi Tân Dậu hay đón nhận bằng tâm lý vô tư, thoải mái. Thực tế là có người giúp bạn mà không màng danh lợi hay muốn được đền đáp. Hãy thể hiện sự cảm ơn và trân trọng cơ hội này. Với suy nghĩ sắp có tiền rồi nên bạn ra sức mua thắm, thả ga, và việc này khiến cho bạn tiêu tốn không kém. Đây thực sự là bẫy tâm lý chung ai cũng dễ mắc phải. Bạn phải kiểm soát lại hành động này của mình sớm đi nhé. Vận trình tuần mới của con giáp tuổi Tân Dậu có thể thấy suôn sẻ hết tháng, có một chút trở ngại nhưng không đáng lo. Cuối tuần có thể nói lời mời ăn uống hoặc được tặng quà khi có thực thần ghé thăm. Bạn hãy tham gia cuộc vui với mọi người, chớ nên từ chối. Tuần 2, từ ngày 8 tháng 2
đến ngày 15 tháng 2 âm lịch. Xem tử vi tuần mới, người tuổi Tân Dậu bù đầu vì công việc, nhiều chuyện dồn lại khiến bạn không thể rút chân ra. Vất vả nhiều nhưng may mắn là mọi chuyện đều suôn sẻ, chỉ cần tập trung là có thể giải quyết xong xuôi nên cũng đỡ đau đầu nhức óc. Tài lộc có được có mất, tất cả phụ thuộc vào quyết định của bản mệnh chứ chẳng do bất cứ ai. Công việc không có gì phải đáng lo ngại khi được chính quan giúp sức. Bạn có năng lực làm được việc nên đi đâu cũng không sợ không có đất dụng võ. Khéo cư xử, bạn dễ dàng lấy lòng của người khác, hiếm khi rơi vào cảnh bị người đời xem pha. Tuy nhiên, người tuổi Tân Dậu vẫn nên chú ý hơn, nhanh nhẹn nắm bắt thời cơ. Tuần này, nếu có kế hoạch đầu tư mở rộng kinh doanh, người tuổi Tân Dậu nên suy nghĩ kỹ càng, hành động thận trọng, nghe ngóng tình hình. Trong tuần có kiếp tài rình rập, đổ cả vốn liếng vào một chỗ là việc làm rất nguy hiểm. Tuy được thì thắng lớn, nhưng lỡ có bể gì thì tàn xa bại sản. Bạn phải có chính kiến của riêng mình, đừng vì nghe lời của người khác mà hối hận cũng chẳng kịp. Người ngoài có thân thiết tới đâu cũng không đo được bụng dạ, cả tin chỉ khiến cho bản thân gặp họa. Tuần 3, từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2 âm lịch. Tuần tiếp theo có không ít khó khăn, nhưng bản mệnh đừng nên vội vàng từ bỏ hy vọng của mình, rồi chính quan sẽ xuất hiện để nâng đỡ, che chở bạn vượt qua tất cả, miễn là bạn đủ niềm tin vào bản thân cũng như đội nhóm của mình. Tuần mới có nhiều điều không như mong đợi, nhưng sẽ là rất ý nghĩa, cũng là một ý tưởng nếu con giáp tuổi Tân Dậu dành thời gian để suy nghĩ về những điều mà mình sẽ làm trong thời gian tới. Tất cả những mục tiêu mà bạn vạch ra đều vì mục đích có một cuộc sống lành mạnh hơn trong từng phút giây. Ảnh hưởng của thiên cầu không tinh nhắc nhở bản mệnh tránh đối đầu với bất cứ ai, kẻo xảy ra rắc rối liên quan tới kiện tụng và tranh chấp. Có thể việc này chưa gây ảnh hưởng tới tiền đề, nhưng đã gây hại cho sức khỏe của bạn. Tuần 4, từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2 âm lịch. Tuần cuối tháng đang có những tín hiệu tích cực đối với người tuổi Tân Dậu. Dường như bạn cứ thế bước mà chẳng rõ đích đến là nơi đâu trong suốt nửa năm qua. Giờ đã đến lúc thay đổi, nguồn năng lượng tươi mới sẽ thúc đẩy bạn sáng tạo, dấn bước và đưa ra những quyết định khiến ai đấy đều ngỡ ngàng. Sao giải thần hỗ trợ bản mệnh trừ hung, không lo vận hạn liên quan tới tiền bạc. Thậm chí, nhiều người được thoát khỏi nợ nần, tìm được cách gia tăng thu nhập trong tương lai bằng những cách thức vô cùng thiết thực. Những ngày đầu tuần của bạn có cả tiền bạc lẫn mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng rắc rối sẽ bắt đầu xuất hiện vào giữa tuần trở đi khi mà tỷ yên khiến bạn dễ tức giận, nổi nóng với những kẻ thiếu suy nghĩ và vô ơn. Lúc này, bạn nên hạn chế cho mượn tiền bạc, kẻo bị bắt trắng đấy nhé. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 trong tháng 3 âm lịch. Khẩu quyết, công việc có nhiều biến chuyển tốt, cần phải nỗ lực nhiều hơn. Quý nhân là tuổi Mão, tuổi Hợi và tuổi Tỵ. Tiểu nhân là tuổi Sửu, tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn đó là màu đỏ và màu xanh. Con số may mắn là số 24, số 36, số 75 và số 96. Vừa rồi, Đại Phú Quý vừa chia sẻ đến quý vị về vận trình tử vi trong tháng 3 âm lịch của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Để tháng 3 này thêm vượng tài lộc, vượng công danh thì con giáp này nên dùng màu gì, kết hợp làm ăn với tuổi nào? Màu sắc hợp, màu bản mệnh là màu hồng, màu cam, màu tím thuộc hành hỏa. Màu tương sinh là màu vàng kim, màu nâu thuộc hành thổ. Màu kiêng kỵ là màu xanh lá cây, xanh nõn chuối thuộc hành mộc. Vậy tuổi Tân Dậu làm ăn với tuổi nào trong tháng 3 nam mạng? Trong làm ăn là Đinh Mão, Quý Hợi, Ất Tỵ. Tuổi kỵ là tuổi Kỷ Mùi và Tân Hợi. Nữ mạng trong làm ăn là Đinh Mão, Quý Hợi và Ất Tỵ. Tuổi kỵ là Kỷ Mùi và Quý Hợi. Hướng tốt hướng xấu cho nam tuổi Tân Dậu. Nam tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, cung mệnh là Khảm thuộc Đông Tứ Trạch, mệnh nạp âm là Thạch Lượng Mộc. Hướng tốt theo bát trạch, hướng chính bắc là Khảm được phục vị phù bật thủy tinh, hướng đông nam là Tốn được sinh khí tham lang mộc tinh, hướng nhà giường ngủ bàn thờ hướng phòng bếp là hướng bắc hướng đông bắc, nhà vệ sinh và bếp nấu là Dậu, Tân, Càn và Hợi. Chọn vợ chồng hoặc đối tác làm ăn thuộc Đông Tứ Mệnh. Sử dụng và bài trí các linh vật theo la bàn phong thủy để được may mắn và bình an. Về mặt sức khỏe, nên đặt bình hoa to ở cát phương
trừ bốn sơn là Tý, Ngọ, Mão và Dậu, treo ba hồ lô bằng gỗ ở ba phương sinh khí, thiền y và phúc đức. Về mặt trí tuệ, đặt một bức tượng văn thù Bồ Tát, tâm kinh hoặc văn xương Tý Quân theo hướng sao tốt. Về mặt công danh sự nghiệp, đặt tượng Mã Thượng Phong Hầu bằng ngọc, đặt ấn thăng quan làm bằng đá ngọc, ấn kỳ lân, ấn thiên ngọc và ấn rồng. Về mặt tài lộc, đặt con cóc ba chân, ngọc hình trụ vuông có lỗ tròn hoặc treo một sâu tiến cổ ở hướng sao tốt. Hướng tốt hướng xấu cho nữ tuổi Tân Dậu. Nữ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, cùng mệnh là Cấn thuộc Tây Tứ Trạch, mệnh nạp âm là Thạch Lượng Mộc. Hướng tốt theo Bát Trạch, hướng chính Tây là Đoài, được Phước Đức, Vũ Khúc Kim Tinh. Hướng Tây Bắc là Càn, được Thiên Y, Cự Môn Thổ Tinh. Hướng nhà, giường ngủ, hướng cửa bếp và bàn thờ là hướng Tây và Tây Bắc. Nhà vệ sinh và bếp nấu là Đinh và Ất. Chọn vợ chồng hoặc đối tác làm ăn thuộc Tây Tứ Mệnh. Sử dụng và bài trí các linh vật theo la bàn phong thủy để được may mắn và bình an. Về mặt sức khỏe, treo bức tranh chữ phúc hoặc ngọc pháp luân theo hướng sao tốt. Về mặt trí tuệ, đặt tâm kinh hoặc tháp vàng xương hoặc ngọn trường minh đăng theo hướng đông bắc để hóa giải sinh khí kỵ. Về mặt công danh sự nghiệp, đặt tượng Mã Thượng Phong Hầu bằng ngọc ở hướng phúc đức và phục vị. Về mặt tài lộc, đặt bể cá cảnh ở hướng tây nam, nuôi 5 hoặc 8 con cá vàng, đặt một con ghê bằng đồng quay đầu ra cửa. Thưa quý vị, nếu chúng ta luôn có thể có mọi thứ mình muốn và kế hoạch nào cũng có thể hoàn thành dễ dàng, thì cần gì phải lớn, phải trưởng thành. Cuộc sống này trở nên thú vị hơn khi mọi thứ đều công diễn ra theo kế hoạch bạn đã định. Nếu bạn dự đoán hết được mọi điều trong tương lai, liệu bạn có cảm thấy nhàm chán? Bạn tranh cãi vì cho rằng mình đúng hoặc cho rằng người này mới đẹp, còn nhận định của người kia là sai. Không ai đúng ai sai cả, vì tất cả chỉ là quan điểm. Một người đưa ra quan điểm dựa trên trải nghiệm của mình từ trong quá khứ, tổng hợp thành thông tin. Vì không ai giống ai, nên bạn không có quyền đánh giá mình đúng, người khác sai. Hãy học cách trở thành một người tử tế, nhìn cuộc sống của con người xung quanh với năng lượng tích cực. Bạn sẽ thấy cuộc đời mình ngập tràn hạnh phúc. Vừa rồi, Đại Phú Quý đã chia sẻ vận trình chi tiết tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 trong tháng 3 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý cô bác và anh chị có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng kế hoạch cho mình trong tháng 3 tới. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể vòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.